Rồi thì xin chào tất cả anh đã trở lại đội quân Sài Gòn nha. Hôm nay là video buổi sáng ngày 14 tháng 5 nha. Em có lên cho các anh 13 mẫu cần nha. Anh xem và lên đơn thôi nha. Rồi, thì buổi sáng nay em quay đơn giản thôi, 13 mẫu cần đơn giản thôi. Rồi, đây là mã số 1 luôn nha. Con này của Ruby nha, con này là ISO 2 cần tay. Con này nặng 120g, ngọn 1mm, với giá là 600k nha. Em này thì cứng 3, dài 3m. Thì một đơn bên em là ship 30k, được kiểm tra hàng trước khi nhận luôn nha, ship toàn quốc luôn. Anh nào chốt thì comment hoặc là liên hệ số hội Zalo em 0784621730 nha, hoặc là nhắn tin Facebook Đồ Công Nghiệp Sài Gòn với 3600 người theo dõi nha. Rồi đây là mã số 1, 600k nha. Tiếp theo mã số 2. Em này thì một con ISO hạ cần tay luôn nha. Em này thì nặng 220g, ngọn 1mm, 900k nha. Tình trạng cần là mới trên 95% luôn. Cứng 2, dài 3m6. Con này anh kỹ vô, kỹ viết đẹp nha. Câu cá rô là quá đẹp đẹp luôn. Con này có xoắn 7 cá nha. Rồi, thì anh nào lấy thì comment là mã 2 kèm số điện thoại nha. Thì lưỡi câu với mồi giả em đang về hàng nha. Anh nào đặt hàng thì một hai hôm mới có nha. Tiếp theo, con này thì 2 khúc câu bè. Con này thì 174g, ngọn 1.4mm, 500k nha. Coi 500k. Bên em là bán hàng là công khai giá luôn nha, không có dấu giếm gì hết. Rồi, cứng 50, dài 1m5. Con này 2 khúc câu bè. Tiếp theo là một con 2 khúc, con này thì câu biển nha. Để em quay cái cầm trước đây. Con này thì 380g, ngọn 2.8mm, 1.8 triệu nha. Mã 4, 1.8 triệu, một con 2 khúc câu biển đây. Con này nó tải mồi từ 2-5 lb nha. Các anh có thể follow trang hoặc là kết bạn với em Đồ Công Nghiệp Sài Gòn nha. 3700 người theo dõi trên Facebook nha. Mỗi ngày em đều đăng những cần mới và những phụ kiện ở dễn nha. Còn YouTube thì em quay cần thôi. Rồi, thì con này 1.8 triệu mã 4. Anh nào chốt thì bình luận mã 4 kèm số điện thoại. Tiếp theo, số 5. Còn anh nào muốn xem chi tiết cần nào thì nhắn tin Zalo em nha. Nhắn là ví dụ đây là mã 5 đúng không? Các anh nhắn là mã 5 video ngày 14 tháng 5. Rồi mã 5. Rồi cho em sửa chi tiết nha. Tại vì có nhiều video nhiều ngày khác nhau á, các anh nhắn tin cho em là mã 5 không thì em cũng không biết ngày nào luôn. Phải là mã 5 ngày mấy em mới biết. Rồi đây là mã 5. Con này thì 263g, ngọn 1.2mm, 550k.
Em này thì cứng 2 dài 5,4. Không hư hao gì. Rồi. Thì đó là cứng 2 dài 5,4. Em này thì với giá là 550k. Tiếp sau, tiếp theo. Em số 6. Một em lục nha. Em lục này thì Splitter EV425DT. Con này hàng của Indo xuất Nhật. Con này thì của Shimano. Bên em toàn là bát Fuji thôi. Các lóng mà còn hoạt động không có hư hao gì hết. Rồi, thì em này 380g, ngọn 2.4mm, 2 triệu. Em số 6 này còn lục 2 triệu. Được kiểm tra hàng trước khi nhận luôn. Rồi, tiếp theo, em số 7. Một em ISO khen lớn. 320g, ngọn 1.5mm, 1.6 triệu. Con này thì cứng 4, dài 5,3. Rồi, thì cứng 4, dài 5,3, giá là 1.6 triệu. Em số 7, siêu hàng lớn nha. Anh đã chốt thì mã 7, video 14 tháng 5, kèm số điện thoại. Rồi, mã 8 luôn. Tiếp theo luôn nha. Em này thì siêu hàng lớn luôn. Thông số là nặng 250g, ngọn 1.6mm. Con này 1.3 triệu. Đây, các anh xem và đánh giá trên video nha. Con này của đây qua con này thì tình trạng mới trên 95%. Bóng loáng luôn, đẹp, sạch đẹp. Rồi, thì 1.3 triệu nha. Mã số 8 1.3 triệu. Số 9. Một em lục. Em này thì Super 420, là dài 4x2. Hàng này của Hàn Quốc nha, Hàn Quốc xuất Nhật. Con này thì full carbon luôn. 303g, ngọn 2.2mm, 700k. Một em lục. Rồi, thì em này với giá là em đã báo là 700k nha. Em này xíu em sẽ đăng lên Facebook luôn nha. Con này đẹp nên em sẽ đăng bán Facebook luôn. Rồi, thì hôm qua em có lên vài cần mẫu giá rẻ 250. Video ngày hôm qua thì đã sold out hết 2 cây nha. Còn đúng 1 cây 3 phút kia thôi. Anh nào chốt nhanh tay nha. Mã 10. Con ISO khen nhỏ. Con này thì nặng 240g, ngọn 0.8mm, 500k nha. Cứng 1, dài 5,3. Con này cắt carbon nha. Rồi, thì con này 500k, mã 10. Thông số là quá rõ ràng rồi nha. Mã 11. Một con một khúc câu ngâm. Con này thì cảm giác lắm. Con này cứng chắc tầm độ 10-15 thôi. Câu rất là cảm giác luôn.
Đây con này thì thông số nó nặng 190g, ngọn 1.20m, 600k nha. 1m8. Tay mồi từ 10 tới 50 nha. Ngâm. Con này thì cũng rất là đẹp. 600k, chắc xíu em sẽ lên sóng Facebook quay này luôn nha. 600k, các anh cùng đón chờ nha trên Facebook nha. Rồi mã 11, 600k. Con ngâm, mã 12. Con này ISO khoen lớn. Con này uh, 420g, ngọn 1.80m, 800k nha. 800k. Bên em là một đơn ship 30, các anh qua tới tiệm lấy cần thì em sẽ bớt 50k tiền xăng nha. Anh nào lấy thì qua Zalo em gửi vị trí luôn. Cứng 4, dài 54. Em cứng 4, dài 54. Với giá là 800k. Rồi. Cây cuối cùng là mã 13, một con hai khúc câu cắm gốc cùng ngâm nha. Wow. Em này thì 530g, ngọn 2.3mm, 1.6 nha. Con này khoen Fujigon nha. Con này thì 3,5m. Rồi con này 1.6, mã 13 nha. Rồi anh nào lấy cây nào thì nhanh tay nha. Nhanh tay nha, gọi điện hoặc là nhắn tin Zalo, Facebook của em đều được. Rồi đem lên đơn nha. Rồi thì em kết thúc video đây. Mong anh xem video vui vẻ, mua cần anh em câu được nhiều cá nha. Rồi hẹn anh vào clip tiếp theo.